Ngoại ăn ở đây được bao nhiêu năm rồi ngoại? Mới ăn bữa mà không gì nè. Thật là ngoại mới vô đây thôi. Biết lâu mà. Biết lâu nhưng mà mới ăn thôi. Ăn cái này cũng rất là lâu rồi, ăn cũng năm. Dạ. Thật là cái này á là biết được rồi. Biết rồi. Cái này á là thật ra vì sao mà thực bị hay đến không? Vì cái nấu đúng như cái người quê này chị. Dù ở trong này có nhiều quán mì Quảng, nhưng mà em biết là sao mì Quảng mà nấu theo lai của miền Nam mà. Dạ dạ. Còn ở đây đúng nấu cái kiểu đúng Quảng. Cho nên chị ăn cái nó hợp với cái khẩu vị. Chị là sống trong đây luôn hay là sống ở ngoài kia? Ở đây mấy chục năm rồi. Dạ. Đây 5-7-9 rồi. Dạ dạ. Thì ra khi chị phát hiện là cái tiệm này thì nếu mà ăn mì Quảng thì chị tới đây ăn thôi. Dạ dạ dạ. Rồi em cảm ơn chị.
một nồi lớn, thì khách vô ăn là chỉ cần phân ra phần nhỏ và để nấu lại thôi cho nóng. Đây là hai phần mang về thập cẩm, thì gồm có thịt tôm và gà. Và có cả trứng cút nữa các bạn. Rồi con chào cô. Cô ơi, cho con hỏi là quán mì Quảng Ba Trung của mình là mình có mấy cơ sở và bán bao lâu rồi cô Ba ha? Hai cơ sở, một cơ sở một ở bên đường 18 bán được 5 năm, còn bên này được 1 năm. Và bên đường 18 là được 5 năm, bên đường Hiệp Bình này là được 1 năm. Ngoài mì Quảng thì quán mình có cái món gì đặc trưng của người Quảng hay là miền Trung không cô? Chung là ở đây chiên về mì Quảng. Dạ, là chỉ chiên mì Quảng thôi. Là mì Quảng mình chia là có bao nhiêu loại mì Quảng trong quán mình cô? Có 4 loại. Là loại nào cô? Gà rút xương, gà da rút xương. Dạ. Hai là mì sườn non, thứ ba là mì tôm thịt, bốn là mì cá lóc. Dạ. Là có 4 loại đặc trưng trong quán mình là gà rút xương, tôm thịt, mì cá lóc và cái gì? Sườn non. Và sườn non hả cô? Thì con cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm nhận về mì Quảng của cô Ba Trung này cũng
mì Quảng. Mì Quảng ở đâu? Dạ. Có ở đâu? Mì Quảng, cũng Quảng Trang. Đi đâu bán bạn? Không, bán. À vậy hả? Đi nào? Báo nào vậy? Để mình biết. Đó nào? Một tuần ba lần. Một tuần mình ghé ba lần mình ăn sáng. Ghé ba lần ăn sáng. Mình cũng quẹo luôn chứ. Quẹo luôn. Như đây là không không quẹo. Đây là do mình đặt hàng. Dạ. Không ba lần thôi. Anh biết món mì đi của ai không? Đừng có nói là người ta là cháu. Món mì này của tôi nè.